Hello, chào các bạn quay lại kênh của mình. Hôm nay mình bắt cá ship bắt cá thả thả hồ ngoài các bạn. Cái hồ ngoài của mình ít cá quá. Cho mấy em này ăn đã. Hồ ngoài này là của mình nè các bạn. Cái hồ ngoài của mình có khoảng chừng 6-7 con cá gì mà nó trốn hoài à. Nên hôm nay mình lựa một ít em mình bỏ vô trong này cho nó đông nha các bạn. Cho nó đông. Nhưng mà các bạn nhớ thả cá thì các bạn nên thả buổi sáng để cho cá nó khỏi nhảy ra ngoài. Bây giờ mình đi ra mình lựa cá đã rồi mình bỏ vào cái hồ này. Dự án của hồ này thì mình cũng định làm nhiều thứ lắm nhưng mà cái điều mình chưa có thời gian. Nên mình cứ bỏ cá chơi trước đã. Cá nó ít quá các bạn. Nên nó cứ núp ở trong cái hồ Nam Bộ không à. Nên các bạn mai mốt các bạn đừng có xây hồ mà bỏ hồ Nam Bộ lớn quá nha. Các bạn bỏ trên thì được chứ các bạn bỏ giống như mình á, che luôn cả cái nguồn nước luôn. Nên cuối cùng cá núp dưới đó à. Các bạn, mình sẽ bắt mấy em ở trong này ra bỏ hồ ngoài nha. Mình không bỏ cá nhỏ nữa, mình sẽ bỏ cá to. Tại vì cá to mình thấy dù sao thì nó cũng dạng hơn. Nuôi nó cũng dễ chịu hơn. Mới bắt ra được 7 em cá to nha các bạn, cá từ 30 tới 35 cm. Mình bắt mấy em mình thích thôi, rồi mình bỏ vô hồ bên kia cho nó nhiều cá tí. Hôm nay mình bắt một thao thôi, rồi vài bữa lâu lâu mình lại bắt thêm một thao nữa nha. Mình bây giờ mình ngoài đó mình sẽ bổ sung nhiều luôn, thiệt là nhiều cá luôn cho nó nhiều luôn, chứ bây giờ cái hồ đó nó trống trơn à. Vẫn như mọi khi nha mọi người, đầu tiên thì mọi người múc nước từ trong hồ ngoài kia bỏ vô đây cho nó quen nước, nó quen nhiệt độ, quen nước, rồi lát nữa mình bỏ vô sâu nha. Rồi bạn, lỗ cá này mình lựa mấy con mình thích thôi. Bây giờ gọi là mình nuôi thì mình thích con nào bỏ con đó. Rồi để lát nó quen nước rồi mình đổ vào. Rồi các bạn, để lâu quá cá ngớp luôn, nó ngọt ngọt luôn. Bây giờ mình bắt nó ngồi xuống. Rồi bài bữa mình sẽ làm thêm gieo oxy xuống. Thank you.
nó nấp luôn vô trong đó luôn hết rồi. Mình biết ngay là bỏ vô trong này nó cũng nấp mà. Nhức đầu kìa. Đang có miếng bơm với lại xi măng các bạn. Bây giờ xi măng đã vô điện được rồi. Đó, hôm nay mình chỉ chia sẻ với bạn mình gửi bỏ bài cá vào hồ thôi nha. Các bạn có cần cá hay là vật liệu lọc máy bơm máy móc gì đó ủng hộ mình thì liên lạc Zalo 0979 98 98 cho mình. Rồi, cảm ơn mọi người trong thời gian qua ủng hộ mình rất là nhiều. Rồi, tạm biệt bạn nha.